Ngân hàng Xây dựng Việt Nam xin kính chào quý khách. Vui lòng bấm số nội bộ cần liên hệ hoặc bấm số 0 để được thông tin thêm. Để liên hệ phòng quản lý và phát triển ứng dụng, quý khách vui lòng nhấn phím 1. Phòng hỗ trợ và quản lý chất lượng, bấm phím 2. Phòng ngân hàng điện tử, bấm phím 3. Phòng kỹ thuật hạ tầng bấm phím 4. Phòng kỹ thuật thẻ, bấm phím 5. Để liên hệ giám đốc khối công nghệ thông tin, vui lòng bấm số 1001. Phụ trách trung tâm thẻ, bấm số 1018. Để nghe lại thông tin hướng dẫn, quý khách vui lòng bấm phím thăng số quý khách vừa nhập không đúng xin vui lòng nhập lại cảm ơn quý khách đã gọi đến ngân hàng xây dựng việt nam xin chào tạm biệt